Rồi sau những gian nan gian lao thì những cái video nhỏ AD đã phân tích và chỉ cho anh chị em cách vào lệnh theo khung giờ 15 phút, những khung giờ nhỏ, đúng không nào? Và để làm gì? Để vào khung giờ nhỏ thì anh chị em mới luyện tập được nhiều lệnh và từ từ chúng ta nâng cao lên một tí, đúng không nào? Và những trader lâu năm, những trader gọi là pro thành công á, huyền thoại thì thường là người ta trade khung giờ lớn thôi, đúng không nào? Và bây giờ video hôm nay tiếp tục ở đây sẽ hướng dẫn cho anh chị em nâng cao lên một tí là mà chúng ta sẽ trade theo khung giờ H1, H4, đúng không nào? Theo khung giờ trung hạn. Những cái kỹ năng mà ở khung nhỏ chúng ta làm được thì qua khung lớn nó rất là dễ so với khung nhỏ ha. Và không làm mất thời gian của anh chị em nữa, chúng ta vào phân tích vào lệnh con GU ngay bây giờ. Cái may mắn cũng như thành đạt đến với tất cả anh chị em đang nghe những lời của AD nha. Và ai chưa like, bình luận thì hãy làm liền nha, cái ngón cái hay ngón trỏ gì đâu. Rồi thì đăng ký kênh và bật cái chuông lên để theo dõi những cái video mới AD ra nha. Và tham gia nhóm Zalo hoặc Facebook nếu mà muốn trao đổi học hỏi cũng như vào lấy cái bộ nguyên tắc ha. Rồi thì trước mặt anh chị em là khung ngày của con GU thì mình đánh H4 với 1 giờ thì mình hãy xem khung ngày ha. Thì khung ngày hiện tại của nó là gì? Là xu hướng giảm, đúng không nào? Xu hướng giảm, đúng chưa? Là chúng ta sẽ đi qua 4 giờ. Vậy bây giờ chúng ta xác định cái Keylevel giảm của một khung ngày cái đã, đúng không? Nó cũng như khung nhỏ thôi, nhưng mà khung lớn thì chúng ta sẽ rất là dễ dàng cây ngày, đúng không nào? Khung lớn thì chúng ta rất là dễ dàng để vào lệnh. Đây, cây ngày ở đây mới đúng. Rồi thì qua 4 giờ chúng ta xem. Ở đây cũng chính là cái khay 4 giờ luôn, đúng không? Ok, chúng ta phân tích từ từ thôi. Và cứ thế mà chúng ta vào lệnh, không có gì mà gấp gáp hết. Chưa? Và giá hiện tại thì sao? Giá hiện tại là xu hướng giảm. Trong xu hướng to như thế này, đúng không nào? Trong xu hướng to như thế này rồi dễ dãi ha. Trong một cái xu hướng to như thế này, đúng không? Thì đây là con sóng nhỏ, đúng chưa? Đây là cái con sóng nhỏ, đúng không? Vậy thì ở đây sao? Giá nó đã về cái Keylevel giảm của khung ngày và H4 rồi, cho nên ở đây chúng ta sẽ xem có cái gì, đúng không nào? Ở đây mình sẽ xác định cái Keylevel của thằng 1 giờ là nó nằm ở đâu, lên xuống lên, nó nằm ở đây, đúng như nào? Keylevel của con sóng 1 giờ để sẽ vẽ cho các bạn mới dễ nhìn nha. Ở dưới đây mình không quan tâm ha, mình sẽ quan tâm tới cái khúc này. Keylevel đây là cái khúc bị nhiễu này, đúng không? Cho nên cái Keylevel của nó nằm ở đây, đúng chưa? Keylevel của nó nằm ở đây. Rồi thì ở đây chúng ta có cái gì? Chúng ta đã có là Keylevel bị phá rồi, đúng không nào? Keylevel đã bị phá, đúng không? Vậy thì mình đợi là một yếu tố là về Keylevel giảm của khung lớn, thứ hai phá Keylevel của H1. Vậy thì mình trade H1 thì đây chính là cái cơ hội để sell và chúng ta sẽ tìm điểm vào lệnh, đúng không nào? Bằng cách chúng ta chỉ đợi thôi, đợi. Chúng ta sẽ xem những cái khối OB ở gần đó. Thực sự ra thì cũng chưa có cái gì, đúng không nào? Vậy thì chúng ta sẽ đợi tín hiệu xác nhận để chúng ta vào lệnh sell. Mình sẽ qua khung 15 phút mình xem thì nó vẫn là xu hướng tăng, nó chưa phá cái khay 15 phút. Khay 15 phút ở đây, đúng chưa nào? Và chúng ta sẽ đợi khi nào nó phá qua cái khay và xu hướng bắt đầu gì? Tiếp tục tăng lên, đúng không nào? Tiếp tục tăng lên, đã phá khi rồi giảm nhưng mà đang ở thế hồi lại, hồi về đâu thì chưa biết, đúng không nào? Và giá đùng một cái tăng lên rất là mạnh, đúng không nào? Tăng lên rất là mạnh như thế này thì mình không đỡ được, đúng không? Giá đã phá Keylevel và hồi lên đỉnh, đúng không nào? Vậy thì cơ hội chuẩn bị, cơ hội sale chuẩn bị có rồi. Giá phá Keylevel theo nguyên tắc thì sao? Theo nguyên tắc thì sao? Giá phá Keylevel phá xuống này, hồi lên cao nhất là đỉnh thôi rồi đi xuống, đúng không nào? Đúng không? Vậy thì mình đợi, mình sẽ qua 15 phút mình lấy tín hiệu giảm, đúng nào? Qua 15 phút mình lấy cái tín hiệu giảm rồi mình sẽ đợi đột phá khay 15 phút mình vào lệnh ha. Và ở đây anh chị em thấy cái gì? Ở đây chính là cái Keylevel của 15 phút, giá nó đã về Keylevel 15 phút và bây giờ mình sẽ đợi cho nó phá xa xa ra một tí nữa rồi mình sẽ vào lệnh. Và không, giá tiếp tục ở khung 15 phút phản ứng Keylevel và đi lên rất là mạnh, đúng không nào? Và mình cứ tiếp tục đợi khi nào khay 15 phút nó xác định nhận là nó phá Keylevel giảm cái đã rồi mình hãy vào lệnh, đúng không nào? Và mình cứ tiếp tục đợi, kiên nhẫn là chìa khóa của thành công ha. Và nhớ đánh khung lớn thì chúng ta phải cái khối lượng mình vào nó sẽ gấp 3 lên ha, không có lo về cái thời gian đâu. Vậy thì ở đây giá phá Keylevel và đi lên, hồi lên đỉnh và đi xuống rồi. Vậy thì xác nhận tín hiệu sale đã có, đúng không nào? Tín hiệu sale đã có. Với cái mô hình hai đỉnh cấu trúc giảm như thế này thì cái phần trăm thắng của mình rất là cao, cho nên đánh ở khung lớn phần trăm thắng rất là cao nha anh chị em, nên khỏi có lo ha. Vậy thì mình không ngần ngại gì mình vào một cái lệnh, đúng không nào? Một cái lệnh mình sẽ vào nửa khối lượng thôi và mình đợi thêm tín hiệu để mình vào khối lượng tiếp theo. Nhớ anh chị em này, mỗi cái đồng tiền nó sẽ có một cái đặc điểm khác nhau, đúng không? Anh chị em hãy để ý cái khúc này này, cái khúc đặt stop loss sao cho nó đúng. Anh chị em hãy quan sát những cái đỉnh này, ví dụ như cái đỉnh này với cái đỉnh này thì cái giá của nó tới cái đỉnh, tới cái đầu nến là thường thường là 24%, đúng không? Và mình tìm tiếp, mình xem ở đây thì nó là bao nhiêu. Mỗi đồng tiền nó sẽ có đặc điểm khác nhau ha. Ở đây nó cũng khoảng 20%, đúng không? Vậy thì độ đồng ra, nếu mà mình đặt stop loss mình sẽ đặt xa khoảng 25 đi cho nó chắc, 0,25%. Nãy giờ đọc lộn ha, đồng mình ra dữ vậy, đúng không? Mình đặt ở đây trên cái vùng đỉnh này, đây là điểm stop loss của mình. Và mình target về đâu? Tất nhiên là đây là cái vùng gọi là cái vùng Fibonacci, đúng không nào? Đây chỉ là cái vùng Fibonacci nhưng mà cấu trúc lớn nó vẫn là cấu trúc giảm, cho nên mình target về đây không có sai ha. Mình sẽ target về cái vùng đi qua những cái cây nến này là nó chắc ăn, và mình đặt một cảnh báo ngay vùng Fibonacci, đúng không? Một cảnh báo ngay stop loss và tỷ lệ R của mình là gần được 3 ha, đúng không? Và mình sẽ đợi để mình vào cái lệnh thứ hai, mình sẽ cho nến chạy nha, mình xem coi cái dự tính của mình nó như thế nào. Và ở đây mình lại nó đã đi đúng cái đường, đi đúng con đường của mình, đúng không? Đúng không? Vậy thì mình tìm kiếm một cái lệnh sale tiếp theo, đúng không nào? Và ở đây anh chị em thấy cái gì? Cấu trúc giảm, đúng không nào? Cấu trúc giảm, cấu trúc giảm ở đây thì nhưng mà ở đây á nó về cái vùng Fibo rồi, đúng không? Cho nên mình cũng chưa có vào lệnh được, mình đợi một tí nữa đi, đúng không? Đó, và nó đặt cảnh báo của mình, đúng chưa nào? Nó đã đạt cảnh báo của mình rồi thì mình kéo SL về 0, đúng không? Và mình dời stop loss trên cái mình kéo, đúng rồi, cứ nó hợp rơi luôn rồi. Cái Keylevel giảm nó nằm ở đây luôn thì mình đặt cảnh báo ngay đây là đúng. Một là anh chị em chốt 50%, hai là nuôi lệnh luôn, đúng không? Tùy anh chị em thôi, đúng chưa? Yếu tay thì nên chốt 50. Rồi ở đây mình tiếp tục mình gồng và mình đợi cái thế để mình vào lệnh tiếp theo như nào. Đó, vào lệnh rồi không được xem nến là như vậy đó. Nó xem nến thì nến nó đi lên như thế này rất là rung, đúng không nè? Và ở đây sao? Giá nó tạo thế gì? Keylevel và đáy sau thấp hơn đáy trước, đúng nào. Vậy thì ở đây mình đừng nên vào lệnh chỗ này ha, mình vào lệnh ở dưới này một tí, mình đợi giá nó hồi về mình sẽ đặt limit ở đây, đúng không nào. Và mình lại tiếp tục mình target về cái đáy này. Vậy thì tỷ lệ RR nó rất là được rất là ít, đúng không nào. Vậy thì mình có nên vào cái lệnh này hay không? Đó, xin đưa rằng là không rồi. Mình sẽ đợi nó tạo thế đẹp hơn, tại vì RR đây thấp quá, đúng không nào. Và ở đây anh chị em thấy cái gì? Đó, đáy sau nó đã thấp hơn đáy trước rồi, mình đợi thêm một cái nến nữa đi và mình vào một cái lệnh sale đây hợp lý này, đúng chưa? Vì sao? Vì cái Keylevel nó đã dời về đây chứ không phải cơ sở của nó, đúng nào. Cái khung lớn nó chính xác lắm anh chị em, cho nên là mình target về đây là ok. Nó tỷ lệ là 1.14 nên cũng thấp, đúng nào. Nó rất là thấp, nhưng mà khung lớn thì mình ăn bấy nhiêu thôi là ok rồi, đúng không? Còn nếu mà anh chị em muốn ăn cái lệnh này thành 2 cũng được, mình sẽ kéo xuống 2 và mình đặt cảnh báo ở cái vùng này, đúng chưa? Và tới đây mình quản lý lệnh và mình cho thị trường nó chạy. Và TB lệnh này ha, một lệnh, đúng không? TB một lệnh này và bắt đầu cái lệnh tiếp theo mình sẽ chốt 50% ở đây và kéo SL về, đúng nào. Và tiếp tục mình đuôi lệnh, đùng một cái TB luôn rồi, ok. Mình ăn hai lệnh tại vì đánh khung lớn nó chính xác đó anh chị em ạ. Khi nó tạo thế cái level nó có trường hợp mà nó quét đi quét lại nó khó lắm ha. Rồi cái thời gian của mình vào lệnh nó cũng nhiều và mình đủ thời gian để mình phân tích, cái khối lượng lệnh nó cũng ít lại, cho nên cái đầu óc của mình rất là sáng suốt ha. Cho nên anh chị em có thể cân nhắc cái khung thời gian của mình vào, ok. Và tiếp tục giá nó đã về cái Keylevel cái đáy gần đó và mình tiếp tục mình đợi xem thử coi thị trường nó lại chuyển hướng như thế nào. Xu hướng của hiện tại vẫn là xu hướng giảm và mình tìm cái khi giảm của nó vẫn là nằm ở đây, đúng không nào. Cho nên khi nào giá nó qua đây mình mới buy được, còn không thì mình chỉ tính tới trường sale thôi. Nhớ nha, đừng có vào lệnh ham vào lệnh rồi cứ canh buy lên thì nó cũng không được bao nhiêu hết, đúng nào. Và giá sideways ở cái vùng này và đùng một cái giá lại đi xuống tiếp, đúng không? Giá lại đi xuống tiếp. Vậy thì mình qua khung 4 giờ mình xem và thậm chí mình qua khung ngày thì thật sự ra giá nó đã về cái vùng thấp lắm rồi, đúng không? Và ở đây thì nó có cái đáy ở gần đây, đúng không? Cái vùng sâu nhất của cái vùng đáy này, đúng không? Và nếu mà bây giờ mình vào lệnh thì rất là thấp, một là nó hồi lên mình mới vào được, đúng không? Còn không thì mình mới qua khung nhỏ mình tìm kiếm, chưa có luôn. Vậy thì mình cứ đợi thôi, nó hồi lên mình mới tính tiếp đó. Nó hồi lên mới dễ đánh anh chị em, cứ sợ nó hồi lên, nhưng mà thật sự ra khi nó hồi lên ha, nó hồi lên thì mình mới có cơ hội, đúng không nào. Còn mà đi xuống luôn á, thì bó tay. Vậy thì ở đây á ha, ở đây mình có thể vào một cái lệnh rồi, đúng như nào, không ngần ngại gì mình vào cái lệnh ở đây, đúng không? Tỷ lệ là 1.5 là ok rồi. Thì ở đây giá nó sao? Đáy sau đã thấp hơn đáy trước ha, khỏi lo cái vấn đề đó. Và mình sẽ quản lý lệnh rồi, ở đây mình sẽ quản lý lệnh này, kéo SL về không và cái Keylevel mới của nó nằm ở đây, đúng không? Thế này, cái đỉnh nó đây này, thấy chưa? Đó, khi nào nó phá qua đây thì mình tính tiếp, đúng không nào? Rồi ok, vậy thì lệnh này á chắc chắn là lời rồi, đúng chưa? Và mình sẽ đợi cho nó TB thôi, nó gần cái đáy ngày rồi, nguy hiểm lắm. Và TB anh chị em thấy cái khung thời gian lớn á, anh chị em chơi khung nhỏ nó nhiều, anh chị em khó chịu. Khi qua khung lớn anh chị em sẽ rất là tự tin ha. 3 lệnh thôi và hết thời gian video. Và anh chị em thấy cái sự lợi hại của khi mình luyện khung nhỏ và khi mình qua khung lớn mình đánh rất là sướng ha. Và trong thời gian đó anh chị em rảnh có thể qua khung nhỏ để đánh, mình có thể chia vốn ra để mình vào hai loại lệnh, đúng không nào? Ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, thậm chí là 3 loại lệnh ha, như D đã từng vào rồi. Xin chào hẹn gặp lại anh chị em và chúc anh chị em luôn thành công.